Ngủ xíu coi. Nay dữ con. Thấy người ta đi có cặp có đôi, mình không có cặp có đôi buồn quá hả? Chị Hồng đang bán thằng kia các bạn. Xu nó ngủ gà cũng đi nằm chỗ này nằm chỗ kia, nằm tùm lum á. Lát gửi tiền cho cô Hồng luôn nha. Nó thấy ai vô là nó đi thử đi theo vậy đó. Sao? Nằm im đi. Rồi xong. Hết đi đâu luôn. Nằm im luôn rồi. Hết đi lông rồi. Cái tội lông nhông. Châu. Anh nằm anh ngó luôn rồi. Châu. Châu. Lao liền. Gái hả? Gái hôm bữa lên hả? Cô đang đẹp hơn cái bữa luôn á. Nó phải lớn lên như vậy thì nó phải lớn lên gì người ta mới nhìn rõ được, người ta biết. Đúng rồi, vậy người ta mới thấy. Bây giờ bán bún bò để cái tô bún bò bự lên người ta mới thấy được chứ. Làm gì dữ vậy? Trời mà cái tủ của nó không là hết 4 triệu rưỡi rồi, sữa nãy nọ rồi luôn là hết 7 triệu rồi. 8 triệu rồi, 8 triệu dưới hơn 2 tháng. Làm mua mới mà vậy thì người ta mua mới mà bằng cái tiền ấy là bằng luôn cái tiền mua luôn. Là sao? Mình cũng để bạn bè quen quá nó bán không được, quen quá. Lấy cái xe giùm á. Nó bán thì quen mà bán như vậy à. À ý là giờ nhượng lại cái xe hả? Nó bán lại cái xe đó. Nó không mua đó là nó mua được nữa. Giờ chị mua chị sửa lại 8 triệu. Nói chung là bánh còn chị làm lại hết luôn. Chị làm hết, dưới nó có cái dàn lạnh ở dưới để đổ rác á, cái dàn để mình làm mình thiết kế mình làm. Thì cũng giống như dàn này chứ gì. Đó mà đổ đá vô cho nó có cái hơi mát nó bóng lên nó đừng có cứng đồ. Được cái xe này chị để làm cái gì? Xe này hả? Trả lại. Của cô Thủy, của cô Hải đó. Mà nhưng mà bán cô Hồng 7 triệu, cô Hồng bây giờ đem chứng mắt là để đó, sao thì cô Hồng lấy cái tủ này. Cũng để cho đứa con gái bán luôn, mở tủ. Dưới quê à? Không mở vòng vòng đây mà mở tủ. Mở thêm một chỗ đi. Kiếm chỗ nào á, cho nó tiện vậy đó. Để kiếm cho em chỗ luôn đi. Ngủ chút à. Đây nó ngủ gà ngủ gật nè, lên bàn là nó ngủ à. Nghe tiếng động là mắt mở cái đuôi leo que cặp lông. Sâu sâu mở mặt ra dòm dòm ngủ sâu 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 ngủ vẫn hóng mà. Sâu. Hư quá sâu ơi. Nuôi cho mập thay rồi ngủ nha, ra đây này ngủ nha, không được tích sự gì hết nha, để bàn của anh không được tích sự gì hết nghe Su. Đây vết tích vẫn còn mà. Cái này vết sẹo để đời luôn. Su ơi, chị Hồng đi rồi Su kìa, chị Hồng đi chơi rồi kìa, chị Hồng đi rồi kìa. Hồng chân luôn. Sâu. Hư thân, không được cái sự gì hết.